Xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo action auto uh, Retouch Ở đây thì uh, mình sẽ kết hợp mình sử dụng giữa hai cái filter đó là cái uh, Retouch 4 mi và uh, nidimax uh, Cái nidimax này thì có thể là một số bạn sẽ sử dụng một cái uh, phần mềm khác thì các bạn có thể là uh, tự chọn nhé Còn mình thì sẽ sử dụng cái nidimax và kết hợp với cả cái Retouch 4 mi để tạo ra những cái action tự động ở đây thì mình sẽ có mình sẽ cho các bạn xem cái sừng tự động của mình đã, đã tạo trước và cái hoạt động của nó đầu tiên là mình sẽ làm tự động nhé đây nhé mình sẽ chạy này auto retac pro mình đặt tên thế cho nó vui thôi dễ nhớ ok như vậy là chúng ta đã nhìn thấy là mình đã sử dụng cái Action Retard Pro Auto 100% nó là Auto ở đây Các bạn thấy là khi mà chúng ta làm xong nó sẽ như thế này Đó à, Đây là cái Action Auto nhé Còn mình sẽ cho các bạn xem một cái Action nữa Đó là một cái Action chúng ta sẽ làm một cái công đoạn Bằng tay cuối cùng Cái này thì thường thường sẽ sử dụng cho cái action auto này thì thường thường sử dụng cho ảnh ảnh dịch vụ cưới. Còn cái ảnh này thì còn cái action này thì chúng ta sẽ sử dụng cho cái ảnh album hoặc các cái thứ ảnh nó cao cấp hơn một chút xíu. Mình sẽ ở đây mình để tên nó là Retouch Pro. Ok. À, hai cái action này nó có một chút khác biệt. Uh, không nhiều lắm ở đây thì sau khi mà dùng uh, mình dùng cái xong thì nó sẽ có một cái layer và ở đây nó có một cái layer mát uh, mình sẽ để để sử dụng cái brush xoa lên vùng da ở đây mình dùng 77 khoảng 65 70 phần trăm như đấy mình sẽ xoa lên vùng da thôi đấy mình chỉ dùng khoảng 6 70 mấy phần trăm đấy thôi thì cái này thì các bạn nhìn thấy là nó đã nó rất ok này Đó Sau này khi chúng tôi xoa này để 70% Cái da của nó gần như thật luôn Nó không có Ảnh hưởng gì và nó rất là đẹp Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng action một nhá Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái action để chúng ta làm ảnh hàng ngày Thường Thì đối với cả action này thì chúng ta sẽ Đây mình sẽ lấy một cái ảnh này để Tạo action thì trước khi mà tạo action thì các bạn sẽ vào cái giao diện action ở đây thì bỏ ra cái button mode đi các bạn sẽ để tên action tùy theo các bạn nhé ở đây thì mình sẽ để cái tên là retuck đi tắt đi tắt cũng được nghĩa là tắt và sử dụng bớt ở đây thì các bạn chọn cho mình một cái key nào đó tùy một cái phím tắt còn mình thì mình có cái action dưới đấy rồi nên là mình thôi ấn vào đi vì là nhiều bạn rất là có cái mong muốn là mình sẽ chia sẻ cái cách kết hợp mấy cái action này vào à, tất cả những phần mềm mà vào action cho nên là mình mới làm cái video này mình nghĩ là cũng rất là hữu dụng dành cho các bạn ở mục layer này nhé ở bên cái giao diện layer thì các bạn sẽ nhân cho mình một lớp này nhân cho mình một layer này ở đây thì mình sẽ để tên là yêu đọc Burn nhặt mụn và làm khối các bạn chọn cho mình uh, kích chuột phải vào cái layer này nhá kích chuột phải và chọn cho mình cái con to smart object cái này là nó quản lý cái layer thông minh thôi vào filter này vào đi tắc 4 mi các bạn sẽ chọn cho mình cái đầu tiên nó là cái đi tắc 4 mi hưu nhặt mụn apply giờ nhặt mụn rồi đấy tiếp tục các bạn vào filter vào duy tắc mi chọn cho mình cái dog burn các bạn lại tiếp tục ấn apply ở đây thì các bạn sẽ tích chuột phải và vào và nhân cho mình một layer bằng duplicate layer hoặc can chun tùy các bạn nhân lên các bạn click chuột phải vào đây cho mình chọn cho mình cái chuyển nó về layer là cái này chuyển cho nó về layer thông thường sau đó các bạn đổi tên cho mình click group đổi tên thành cái này mình để là nit image cái phần mềm này như mình nói rồi à, cái plugin này như mình nói rồi thì các bạn ai dùng cái plugin nào làm mịn thì các bạn sẽ thay thế bằng cái plugin đó nhé click chuột phải vào này tiếp tục chọn con small smart object sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái filter, chọn cho mình cái nit, các bạn làm uh, phần mềm nào các bạn chọn cái phần mềm đấy nhá. Uh, cái nit này mình có một cái bài uh, video rất là chi tiết cũng như là phần mềm, có thông số đã đặt sẵn rồi. thì bạn nào mà chưa biết thì sẽ tìm trên mục mô tả của video nhá, mình sẽ để lại link trên đó. ở đây thì uh, sau khi mà chúng ta chạy nit rồi thì các bạn thấy là nó sẽ ăn cả vào tay, vào tóc, vào quần áo các thứ này nó linh tinh cho nên là các bạn sẽ tạo cho mình một cái layer ở đây sau đó thì khi tạo layer mask rồi các bạn ấn cho mình cái phím can chun y ngắn y ngắn nhá để che đi cái hiệu ứng nít vừa rồi sau đó các bạn sẽ bấm cái action bấm sang giao diện action và tạm dừng action như vậy là chúng ta đã tạo được cái action retap bằng uh, cái việc uh, uh, chúng ta đã tạo được cái action direct trong cái việc mà xử lý ảnh hàng ngày cái action này nó sẽ cực kỳ hữu dụng cho các bạn uh, Lý do tại sao chúng ta để uh, con to smart object Và để nhiều cái uh, layer như thế này thì các bạn có thể uh, Tìm hiểu tiếp ở trên cái các cái video của mình nhé Cái đấy mình nói cũng khá là kỹ rồi Trong một số các cái bài Trong một số cái video rồi nên Các bạn uh, Kiểm tra lại các cái uh, bài này Còn uh, tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái action auto nhé Action auto đây mình sẽ dùng cái stock này uh, action auto thì như thế nào chúng ta lại tiếp tục vào cái giao diện action chúng ta đặt một cái một cái action click vào đây và chọn đặt một cái action là auto action auto retag cái này thì các bạn có thể là không cần phải uh, không cần phải phải phải, phải cho phím tắt đâu các bạn ấn chữ con này cũng sẽ làm tương tự các cái bước gần như là như cái sần trước nhưng nó sẽ có một chút thay đổi căn chung di này căn chung di để nhân một layer lên này và các bạn vẫn để tên cho mình là hue dog tại sao chúng ta để như thế này để sau giả sử như có vấn đề gì chúng ta sẽ lôi ra chúng ta sửa lại, lại được nhé convert to áp danh này filter này cũng lại hưu này đó nó sẽ nhặt hết cái mụn cho bạn apply nhé tiếp tục này vẫn fill này ghi tắt mi Burn. À, ở đây nhá thì các bạn sẽ cũng lại tiếp tục cancel hoặc là làm bất kể cái nào các bạn muốn cancel cho mình cũng được sau đó các bạn chuyển nó về layer click chuột phải chọn Strategy SIZE LAYER ở đây ở đây thì các bạn sẽ làm cho mình một cái công tác là như thế này các bạn sẽ vào select các bạn chọn cho mình cái Carolen các bạn sẽ chọn cho mình cái skin tone ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái detect fake nó sẽ nhận toàn bộ cái vùng da mặt Đấy, nó sẽ nhận cho, cho bạn toàn bộ cái vùng da mặt các bạn ấn ok và sau đó thì các bạn sẽ vào filter các bạn sẽ chọn nit hoặc cái phần mềm mà các bạn Uh, dùng để làm uh, mịn da đấy apply ở đây thì mình sẽ để lại khoảng 7, 70 phần 75 sau đó mình ấn căn D bỏ đi vùng chọn và sau đó thì mình có thể dán lớp toàn bộ các cái layer này lại dán lớp Ctrl Shift E hoặc các bạn sẽ chọn toàn bộ layer này lại và ấn make layer sau đó vào action stop như vậy là chúng ta đã có cái action auto cái action auto này thì nó sẽ chạy toàn bộ tự động toàn bộ và nó sẽ chọn cái vùng da mặt để mà nó làm mịn thì khi các bạn đối với cái action này ấy, thì thường thường đối với cái ảnh dịch vụ ấy, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn chúng ta sử dụng những cái ảnh mà nó có rất là nhiều một bộ ảnh nó có mấy trăm cái ấy. chúng ta làm auto như này thì rất là ok hoặc những cái ảnh chạy slide ấy, nó không cần thiết phải quá chi tiết thì chúng ta có thể chạy bằng cái này và nó chỉ còn một số cái chi tiết rất là nhỏ như này thì chúng ta xử lý thì quá nhanh thôi à, cái phần mềm uh, di tắc bốn uh, mi thì mình có cái link uh, hướng dẫn và uh, link tải phần mềm ở trên uh, mô tả của video thì các bạn uh, xem ở đó và các bạn sẽ làm theo đó nhé À, cái action thì như thế là ok Mình đã, đã hướng dẫn xong Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo